Xin chào các bác, em Hồng Anh Audio xin giới thiệu với các bác một cặp dây loa rất đáng chơi đến từ Anh. Tên em nó là TCI nhé. Đây, TCI Anaconda. Dây chống cháy. Một cặp dây rất đáng chơi đến từ Anh. Chơi big white như các bác nhìn thấy đây, đồ rắc bắp chuối cao cấp, bản của nó là khoảng 2,5. Dây được dùng lõi mạ bạc rất xịn, rất dày. Các bác ngắm nhìn dài 2,7 m một vế, rất tiện để cắm rút vào để chơi, khá là gấu. Các bạn nhìn thấy hãng khá là tinh tế đấy, vì lấy tên theo một loài chăn Nam Mỹ đáng sợ nhất rừng rậm Amazon, cũng là một loài chăn lớn nhất, và đặc điểm của loài chăn này là màu xanh, cũng là quái vật, mệnh danh là quái vật rừng Amazon. Ồ, không sai. Đấy, em đang để trần một đầu cho các bác nhìn được cái chất dây của nó. Cặp này quá gấu rồi. Đó, các bác nhìn thấy dây của bên em Hồng Anh thì luôn luôn là chuẩn xịn nhé, bảo hành xịn tuyệt đối và bảo hành xịn trọn đời luôn trong quá trình sử dụng, vì các cặp dây của em đều là những cặp dây cổ và thường là sẽ rất hiếm có, số lượng không bao giờ có nhiều, chỉ đôi khi chỉ có một cặp. Ngoài ra thì em cũng có một số những cặp dây khác, ví dụ là dây của chót, dây của chót screen, dây khá lớn, hoặc cao cấp hơn nữa thì có dây Carniva Silver Plus, cũng là lõi mạ bạc, dài gần 3 m. Cặp này thì dài 2,5 m. Em còn nhiều phụ kiện dây dở lắm mà không giới thiệu hết được ở trong clip này, thì các bác cần chơi dây chuẩn xịn cứ liên hệ em nhé để em tư vấn. Cảm ơn các bác quan tâm.